Vụ nổ súng ở Đinh Liệt, cuộc dàn xếp giữa các đại ca không thành. Quy luật muôn thở của giới giang hồ khi những đứa em không giải quyết được mâu thuẫn, không còn con đường nào khác, đều phải nhờ đến các anh. Nhưng thực tế xưa nay, ít có vụ nào khi các đại ca nhúng tay vào mà mọi chuyện lại được giải quyết êm đẹp. Xuất phát từ việc mâu thuẫn tiền bạc giữa một đàn em của Trần Thế Dũng, tức Dũng Lùng, là Tuấn Anh Rùi với một đối tượng tên Lê Quang Minh sinh năm 1987 ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng. Tuấn Anh Rùi đã nhờ Dũng Lùng can thiệp khi bị Minh đòi riết. Ngược lại, Minh cũng nhờ Phan Trọng Vĩnh, tức Vĩnh Chập, sinh năm 1974 ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một đối tượng thuộc loại giang hồ cộm cán, vừa mới ra tù không lâu, can thiệp. Tuy đều biết tiếng nhau nhưng cuối cùng cuộc dàn xếp không thành và súng buộc phải nổ bên tám lạng. Liên quan đến vụ nổ súng vào lúc 0 giờ 10 phút sáng ngày 9 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã công bố danh tính của ba đối tượng liên quan là Trần Thế Dũng, tức Dũng Lùng sinh năm 1976, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng. Phạm Anh Tuấn, tức Tuấn Sở sinh năm 1975, trú tại phố Ngô Văn Sở, quận Hoàng Kiếm và Trịnh Minh Quý, tức Quý Diên sinh năm 1984, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Quy luật muôn thở của giới giang hồ, khi những đứa em không giải quyết được mâu thuẫn, không còn con đường nào khác đều phải nhờ đến đàn anh. Nhưng thực tế xưa nay ít có vụ nào khi các đại ca nhúng tay vào mà mọi chuyện lại được giải quyết êm đẹp. Nếu không dẫn tới đổ máu thì chuyện đang nhỏ bỗng chốc hóa thành to, chuyện đang lành, chợt trách như tổ đĩa. Nhiều kẻ thạo chuyện kể rằng, đêm ngày 8 tháng 5 rạng sáng ngày 9 tháng 5, Dũng Lùng đã điều khiển xe ô tô hiệu Mazda, có chở theo Tuấn Sở và Quý Diên tới để tìm gặp Vĩnh đang uống nước ở quán vỉa hè phố Cầu Gỗ cùng một số đàn em. Khi vừa xuất hiện tại quán nước, Dũng đã lớn tiếng chửi bới, đồng thời rút khẩu súng đập vào đầu Vĩnh. Vĩnh tránh được và lao vào đánh Dũng. Dũng Lùng liền nổ súng nhưng bắn trượt. Đồng thời hô lớn để Tuấn và Quý, mỗi tên cầm trên tay một khẩu súng lao tới ghi vào người vĩnh. Đúng lúc này, tổ công tác công an phường Hàng Bạc, công an quận Hoàng Kiếm tới nơi, đã dùng loa yêu cầu nhóm thanh niên hạ vũ khí xuống. Tuấn Sở và Quý Diên đã bất ngờ chĩa súng về chiếc xe của tổ công tác và bắn. Kết quả cửa kính chiếc xe ô tô bị vỡ còn cánh cửa bên trái xe ô tô cũng bị thủng. Sau khi gây án, nhóm ba đối tượng trên đã lên xe ô tô của Dũng bỏ trốn. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu được nhiều vỏ đạn đầu đạn do súng K-59 và súng cót bắn ra. Giống như bất cứ kẻ giang hồ nào muốn giữ số trong vụ này, Dũng Lùng đã không mất mặt khi chơi súng trước mặt đàn em. Còn Vĩnh Chập không còn cách nào khác là phải đối mặt với hồng súng của Dũng. Bởi trước mặt đàn em, Vĩnh Chập không thể bỏ chạy hoặc có bất cứ động thái nhu nhược nào khiến đàn em không còn kiên nể có nghĩa là cả hai đại ca này đều tự đưa mình vào cái thế rất dở hơi do chính mình tạo nên rất may là viên đạn đã đi chệch đường kết cục không đến nỗi bi đát như vụ đàn anh hùng lô phải lấy mạng em thắng tóc dài chỉ để giữ số tại quán sĩ vịt trên đường âu cơ cách đây không lâu phải nói thêm một chút về nhân thân của các đối tượng liên quan trong vụ nổ súng này dũng lùng từng có một tiền án về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng từ đầu năm 2002 đến ngày 10 tháng 7 năm 2003, Dũng Lùng đã cùng với Nguyễn Anh Tuấn, Tuấn Con, Lê Anh Quang, Quang Gà và Nguyễn Phi Long tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khẩu súng ngắn K-54 và 4 viên đạn của đối tượng Trần Văn Trà, tức Trà Hinh. Đây là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, gây ra vụ án Thảo Cầm Viên, vụ thanh toán Trùm Giang Hồ thắng chập. Hiện đang có lệnh truy nã của Công an thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người. Trong vụ này, Dũng Lùng bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù. Trong giới dân hồ Hà Nội, Dũng là anh em thân thiết với khá nhiều tên tuổi cộng cán. Và ở khu vực Bách Khoa thì đám lâu nhau đều biết tiếng anh Dũng Lùng. Thực ra nhiều kẻ giang hồ kể rằng Dũng rất bên đàn em, nhưng cũng không ủng hộ quan điểm bùng nợ của đàn em. Trong buổi tối Vĩnh Chập tìm gặp, Dũng đã xin cho đàn em được trả nợ dần nhưng hai bên lại không thống nhất được quan điểm nên đã xảy ra sâu xát dẫn tới vụ nổ súng dũng đã có vợ và ba cô con gái người nhỏ bé lay chay nhưng lại thích chơi súng bởi thế dũng lùng được khá nhiều kẻ vị nể trong đó có phạm anh tuấn tức tuấn sở tuấn sở cũng là một nhân vật có tiếng trong giang hồ thực ra tuấn sở là công tử con nhà giàu bố của tuấn sở là một đại gia hoạt động trong ngành giải trí nhưng bản tính ham chơi nghiện ngập cờ bạc khiến hắn từng một lần vào tù vì hành vi cướp xe đi lan vào năm 2004. Những người biết về gia đình Tuấn Sở đều nói rằng nếu hắn muốn thì bố hắn có thể cho hắn tiền mua một lúc cả chục con xe đi lăn, nhưng hắn không thích thế mà lại muốn đi cướp cho sướng. Có người giải thích đó đơn giản chỉ là trò chơi cảm giác mạnh của Tuấn chứ mục đích đi cướp của hắn có lẽ không phải vì tiền. Sau này Tuấn lấy vợ, mở quán bar trên phố Trần Quang Khải, rồi lại giải tán quán bar và hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi và vẫn quan hệ thân thiết với các đối tượng hình sự. Trong phiên tòa cuối năm 2004, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, với 30 bị cáo bị truy tố về 7 tội danh, giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm, trong đó có hai bị cáo là Phạm Anh Tuấn Tuấn Sở và Phan Trọng Vĩnh, tức Vĩnh Chập. Vụ cướp đi lăng của Tuấn Sở được làm rõ như sau. 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2004, khi đang dạo trên đường phố Hàm Long, Nguyễn Huy Hoàng, Lê Văn Nhân, đồng bọn của Tuấn Sở, đã ép hai cô gái đang phóng xe đi lăng vào sát đường Hàm Long, rồi rút súng đe dọa cướp xe khiến cô cầm lái hoảng sợ, đâm xe vào cửa nhà thờ Hàm Long. Cô gái này nhanh trí rút chìa khóa bỏ chạy. Cô còn lại bị nhân rút súng chĩa vào người quát. Đứng dậy, đưa khóa xe máy đây. Đồng thời cướp điện thoại di động Siemens M55 trên tay cô này. Tuy nhiên bọn chúng không cướp được xe vì lúc đó có người qua lại. Không cướp được xe Nhân và Hoàng rủ Tuấn Sở và Bùi Xuân Cường ra phố Lý Nam Đế để dở trò với một nạn nhân khác. Con mồi lần này của bọn chúng là một cô gái làm ở vũ trường. Đến 2 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2004, bọn chúng phát hiện cô gái này đang chở một người bạn. Đi xe đi lăng nên đã đuổi theo, áp vào ngõ 30 Lý Nam Đế, dùng súng khống chế để cướp xe. Người nửa cân Về phía nạn nhân Vĩnh Chập, tạm gọi như thế trong vụ nổ súng vào 0 giờ 10 phút ngày 9 tháng 5 tại ngã ba phố Cầu Gỗ Đinh Liệt. Cần phải nói thêm về bản thành tích của Vĩnh Chập để chúng ta hiểu rõ thêm về các đối tượng liên quan trong vụ này. Dù là nạn nhân hay thủ phạm thì đều có nhân thân rất xấu. Tối ngày 22 tháng 1 năm 2004, một đàn em của Vĩnh Chập là Lương Hải Đăng, Đăng Con, mò vào sới bạc ở ngõ 52 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng để thử vận may. Thua bạc liên tiếp, Đăng Con phải vay tiền của một con bạc trong sới, thậm chí phải đặt điện thoại của một người bạn khác cũng không gỡ thêm được đồng nào. Cai cú đang gọi điện thoại cho Vĩnh Chập xin chỉ thị. Em bị thua bạc, anh cho em cướp lại. Vĩnh đồng ý. Đích thân Vĩnh Chập cùng bốn đệ tử nữa, cộng với đăng con là năm tên mò vào sới bạc thực hiện vụ cướp. Sáng ngày 23 tháng 1 năm 2004, đăng con biết rằng có đại ca Vĩnh Chập và đồng bọn đang đứng ngoài cổng đang tự tin rút dao chọc tiết lợn ra, đe dọa và cướp được hơn 20 triệu đồng tại sới bạc, mang về chia đều cho cả bọn. Vĩnh Chập được biết đến là một kẻ máu lạnh sau vụ đâm một cô gái xinh như mộng trên phố Hoàng Chiếu. Hôm đó Vĩnh Chập cùng với Hùng Lô và một vài đệ tử mò lên quán chiều quê trên phố Hoàng Chiếu. Nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp ở bàn bên, Hùng Lô buông lời khiếm nhã, chẳng ngờ một cô gái quay lại mắng, khiến Vĩnh Chập vô cùng nóng mắt không nói lại một lời vĩnh chập đứng dậy rút dao trong bụng đâm liên tiếp ba nhát vào ngực cô gái ba lần đi tù về tội cướp tài sản cố ý gây thương tích vĩnh chập còn là hung thần của các cô nàng làm gái nhà hàng khu vực thái thịnh thái hà cô nào xinh đẹp mà không chịu để cho đàn em của vĩnh bảo kê ngay lập tức sẽ được biết thế nào là lễ độ ngoài ra vĩnh và đàn em còn gây ra hàng chục vụ đâm chém cướp tài sản tại hà nội sau này vĩnh bị công an hà nội bắt khi đang lẫn trốn tại Bình Dương. Với bản thành tích bất hảo như vậy, nên sau khi ra tù Vĩnh Chập vẫn được nhiều đàn em nể trọng và khi có chuyện, đàn em của anh ta lại nhờ đại ca dàn xếp, trong đó có Lê Quang Minh. Vụ dàn xếp diễn ra vào tối ngày 8 tháng 5, Phan Trọng Vĩnh cùng với Lương Hải Đăng, Đăng Con và Minh cùng một số người khác đến một quán nước ở phố Lê Thanh Nghị. Để gặp Dũng Lùng, Vĩnh Chập hất hàm hỏi, ở đây thằng nào là Dũng Lùng? Chỉ có một mình trong quán nước, Dũng trả lời, tao đây, có vấn đề gì? Giang Hồ đồn rằng, tuy nhỏ con nhưng Dũng Lùng thường đi một mình và kể cả đối thủ có đông gấp 10 lần thì Dũng cũng coi là mũi. Sau rất nhiều lời lẽ nhượng màu xã hội, cuộc thương thuyết không thành, sau đó nhóm Vĩnh Chập đến quán nước ở ngã ba phố Cầu Gõ Đinh Liệt. Ngồi chơi thì bị nhóm Dũng Lùng mang theo súng tìm đến nói chuyện. Trong quá trình sâu sát với nhóm Vĩnh Chập, Dũng Lùng đã rút súng ngắn trong người ra, dọa giết đối phương và bắn một phát xuống mặt đường. Khi lực lượng công an đến giải quyết, nhóm này đã dùng súng bắn vào xe cảnh sát rồi bỏ chạy. Ngày 11 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án với năm tội danh: giết người, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm. Hiện cả ba đối tượng Trần Thế Dũng, Phạm Anh Tuấn và Trịnh Minh Quý đều bỏ trốn. Cơ quan điều tra kêu gọi các đối tượng này hãy sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.